Xin chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu bài của tuần 24. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung của bài học thì cô và các em sẽ tìm hiểu phần tình huống. Tình huống có nội dung như sau. Phòng hành chính của một cơ quan nhà nước do ông Hòa làm trưởng phòng có 4 nhân viên. Ông Hòa được cử đi công tác một tuần. Trong thời gian ấy, 4 nhân viên đã tranh thủ sự vắng mặt của trưởng phòng và sử dụng bừa bãi tài sản trong phòng làm việc. Điện thoại gọi đi thường xuyên cho người thân, bạn bè, không phải vì mục đích công việc. Các dụng cụ điện được bật hết công suất, ngay cả lúc giải lao, trong phòng không có ai. Em có nhận xét gì về hành vi của các nhân viên trên? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào phần tình huống này và cả các em sẽ tự mình nhận xét thử coi nhân viên của cơ quan này đang vi phạm cái hành vi gì. Chúng ta thấy qua tình huống này thì chúng ta có thể nhận xét như sau. Hành vi của các nhân viên trên là không tôn trọng tài sản chung của cơ quan, lợi dụng trưởng phòng đi vắng, sử dụng tài sản chung của cơ quan vào mục đích riêng, hay còn gọi là mục đích cá nhân, và sử dụng một cách lãng phí, không tiết kiệm tài sản chung. Vậy thì qua tình huống trên, chúng ta thấy rằng đối với tài sản chung của cơ quan, của tập thể, của nhà nước thì chúng ta phải có nghĩa vụ gì? Hôm nay cô và các em sẽ đi vào tiết 24, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn, đó là phần đặt vấn đề. Tuy nhiên đối với phần này thì do chương trình có sự giảm tải, vì vậy các em sẽ về nhà tự đọc phần đặt vấn đề và tự tìm hiểu. Chúng ta sẽ đi thẳng vào tìm hiểu nội dung bài học. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 nhỏ để biết được thế nào là tài sản nhà nước. Với phần này thì cô có một câu hỏi. Em hãy kể một số tài nguyên thiên nhiên ở nước ta mà em biết. Đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta thì chúng ta biết được rằng rất là đa dạng. Vậy thì các em hãy tự mình liệt kê ra những tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. Ví dụ đó là những tài nguyên thiên nhiên gì? Đối với câu hỏi này thì cô có một số hình ảnh sau. Mấy em quan sát giùm cho cô. Đây là hình ảnh vùng trời của Việt Nam. Hình ảnh thứ hai là rừng cây. Hình ảnh thứ ba là sông hồ. Hình ảnh thứ tư là các bãi biển. Vậy thì đối với bốn hình ảnh cô cho mấy em xem trên màn hình thì chúng ta thấy rằng tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam chúng ta rất là đa dạng. Vùng trời, rừng cây, sông hồ, bãi biển. Ngoài ra còn có những cái tài sản khác, ví dụ như là khoáng sản, ví dụ như là không khí, ví dụ như là biển, tài nguyên trong lòng đất hay là tài nguyên biển, vân vân. Vậy thì những tài nguyên thiên nhiên này thuộc sở hữu của ai và ai chịu trách nhiệm quản lý? Và những tài nguyên thiên nhiên này người ta gọi chung là tài sản nhà nước. Vậy thì các loại tài sản này do ai là chủ sở hữu và người nào là người chịu trách nhiệm quản lý nó? Chúng ta sẽ đi vào phần khái niệm tài sản nhà nước là gì. Chúng ta có thể định nghĩa như sau. Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, gồm đất đai, rừng núi, sông hồ, nước, vùng trời, vùng biển, tài nguyên trong lòng đất, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý. Và những loại tài sản này được quy định rất cụ thể tại Điều 53 của Hiến pháp 2013. Ở phần này thì các em sẽ ghi vào bài học của mình. Đối với Hiến pháp Điều 53, Hiến pháp 2013 cô có thể trích dẫn để mấy em tìm hiểu thêm. Nó quy định như thế nào về tài sản nhà nước? Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định như sau. Đất đai, tài nguyên nước,
tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy thì qua cái quy định của Điều 53 Hiến pháp năm 2013 thì chúng ta có thể định nghĩa một cách rất là cụ thể về tài sản nhà nước. Và mấy em lưu ý giùm cho cô, tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý. Và ở đây cô ví dụ rất là cụ thể các loại tài sản nhà thuộc quyền sở hữu của toàn dân mà chúng ta gọi chung là tài sản nhà nước. Ví dụ như đất đai nè, rừng núi, sông hồ nè, rồi tài nguyên trong lòng đất mình có thể gọi là khoáng sản, hoặc là những cái tài nguyên thiên nhiên khác. Chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa thứ hai để chúng ta nắm được, ngoài cái khái niệm về tài sản nhà nước ra thì cái lợi ích công cộng là gì. Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ của nội dung bài học. Lợi ích công cộng. Cô có một câu hỏi liên quan đến phần này. Em hãy nêu một số công trình công cộng mà em biết. Vậy thì qua cái câu hỏi này thì em sẽ tự mình liệt kê ra những cái công trình công cộng nào mà mấy em biết. Những công trình công cộng thì những công trình này sẽ do nhà nước xây dựng và chúng ta được sử dụng chung thì được gọi là công trình công cộng mấy em. Vậy mấy em liệt kê ra giùm cho cô những công trình công cộng nào. Liên quan đến câu hỏi này thì cô sẽ cho mấy em xem một số hình ảnh sau. Thứ nhất, cái công trình công cộng mà nhà nước xây dựng đó là công viên. Công trình thứ hai đó là bến cảng. Công trình thứ ba đó là bệnh viện, hoặc là sân bay, hoặc là những công trình công cộng mà mấy em biết khác, ví dụ như là nhà văn hóa, nhà hát hay là trường học chẳng hạn. Thì đó là những cái công trình công cộng do nhà nước xây dựng. Và những cái công trình công cộng này, người dân được hưởng lợi ích từ những cái công trình công cộng này thì người ta gọi đó là lợi ích công cộng. Mấy em lưu ý giùm cho cô là những công trình do nhà nước xây dựng và mình là công dân được hưởng lợi ích từ cái công trình công cộng này thì được xem là lợi ích công cộng. Chúng ta có thể ghi nội dung bài học như sau. Hai nhỏ, lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Mấy em lưu ý giùm cho cô ha, những cái công trình công cộng mà ở phía trên cô đã cho mấy em xem hình ảnh đó, thì những cái công trình đó chúng ta được hưởng những cái lợi ích chung và mọi người trong xã hội đều được hưởng lợi từ nó thì được gọi là lợi ích công cộng. Vậy thì thông qua hai khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng thì cô có một câu hỏi. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có tầm quan trọng như thế nào đối với xã hội vậy các em? Bên cạnh việc là chúng ta nghe giảng thì chúng ta sẽ kết hợp với sách giáo khoa để chúng ta có thể vừa ghi bài tốt, vừa có thể tiếp thu bài một cách tốt nhất nha các em. Chúng ta không có quá cái lợi dụng cái vấn đề mà thầy cô giảng quá nhiều mà chúng ta không bỏ qua cái lợi ích của sách giáo khoa thì không được. Cho nên các em phải, chúng ta kết hợp với sách giáo khoa và chúng ta sẽ kết hợp với sự tư duy của mình thông qua các câu hỏi mà thầy cô đặt ra để các em nắm được cái nội dung của bài. Vậy thì cho cô biết tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có tầm quan trọng như thế nào đối với xã hội. Chúng ta thấy rằng là các cái công trình công cộng, ví dụ như công viên, bệnh viện, trường học, hoặc là bến cảng hay là sân bay, hoặc là những cái tài sản nhà nước, ví dụ như là tài nguyên trong lòng đất, khoáng sản chẳng hạn, hoặc là rừng cây, đồi núi, sông hồ, hoặc là tài nguyên biển, thì những cái tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đó nó có tầm quan trọng như thế nào đối với xã hội.
không có những cái tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đó thì xã hội chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tự đặt cái câu hỏi đó và chúng ta sẽ trả lời. Vậy thì qua cái câu hỏi này thì cô có cái phần 3 nhỏ của nội dung bài học, đó là tầm quan trọng hay còn gọi là ý nghĩa của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thì chúng ta thấy rằng nếu như không có trường học, nếu không có bệnh viện, hoặc là chúng ta không khai thác được lợi ích nhất định từ các cái tài nguyên thiên nhiên, thì xã hội chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có thể kết luận lại cái tầm quan trọng của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như sau. Đó là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cô lấy ví dụ cho mấy em biết được lợi ích của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Ví dụ như chúng ta khai thác nguồn lợi từ tài nguyên biển, chẳng hạn ví dụ như cá, tôm hay là những nguồn lợi khác từ biển, hoặc là chúng ta lợi dụng được đường biển để chúng ta có thể giao lưu mua bán với nước ngoài, thì đó là cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển về kinh tế, không chỉ cho gia đình mà còn phát triển cho kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, những cái công trình lợi ích công cộng, ví dụ như là cầu, đường, trường, trạm, thì những cái công trình đó nó sẽ góp phần nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mấy em hiểu phần này không ạ? Chúng ta thấy rằng là lợi ích của công trình công cộng và lợi ích của tài sản nhà nước rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của đời sống của người dân. Ở phần này các em ghi bài vào. Vậy thì qua 3 phần, 1 nhỏ, 2 nhỏ và 3 nhỏ, thì chúng ta đã hiểu được thế nào là tài sản nhà nước, thế nào là lợi ích công cộng, cũng như tầm quan trọng của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Ở 3 phần này mấy em lưu ý dùm cho cô là chúng ta sẽ ghi cụ thể vào trong nội dung bài học dùm cho cô, ghi vào trong tập. Vậy thì thông qua các cái hiểu biết của các em về tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, cũng như tầm quan trọng của nó đối với đời sống của người dân, đối với sự phát triển của đất nước, thì mình là một công dân thì mình phải có nghĩa vụ gì đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Cô có một số cái hình ảnh sau, mấy em quan sát và nhận xét giùm cho cô. Đây là hình ảnh chặt phá cây rừng. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh đốt rừng làm nương rẫy. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh khai thác đá. Hình ảnh thứ tư là hình ảnh khai thác vàng trái phép. Vậy thì thông qua những hình ảnh này thì mấy em có nhận xét gì đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của người dân, hay nói cách khác hơn là việc khai thác tài sản nhà nước của người dân như thế nào? Vậy thì thông qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng là cái con người, hay nói khác hơn là người dân, đã khai thác các tài sản nhà nước một cách là không phù hợp. Ví dụ như rừng cây thì lại đốt rừng làm nương rẫy, hay là chặt phá rừng bừa bãi không theo kế hoạch. Còn đối với các cái tài nguyên khác, ví dụ như khoáng sản, thì chúng ta lại khai thác quá mức và một khai thác không có kế hoạch, thậm chí là khai thác chui, không theo sự chỉ đạo của nhà nước. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Thì mấy em lưu ý giùm cho cô 4 hình ảnh ở phía trên. Bây giờ cô có một câu hỏi. Em hãy kể những tài sản thuộc sở hữu tập thể. Và chúng ta có thể kể cho cô là những cái tài sản nào nó thuộc sở hữu ở tập thể, trường và lớp. Câu hỏi này rất là dễ, cho nên các em sẽ tự trả lời vào trong cái giấy nháp của mình. Sau đó chúng ta sẽ cọ sát với cái đáp án của cô. Theo em thì những cái tài sản nào thuộc sở hữu tập thể, trường, lớp các em? Bao gồm cả nè, bàn, ghế, phòng học. Rồi những cái dụng cụ, ví dụ như là phòng anh văn,
hay là bình hoa, hay là khăn trải bàn, thậm chí là chổi quét lớp, vân vân, thì những cái tài sản đó có phải là những tài sản thuộc sở hữu trường lớp không các em? Chúng ta quan sát đáp án giùm cho cô ha. Tài sản thuộc sở hữu trường lớp thì bao gồm có bàn ghế nè, bình hoa, khăn trải bàn nè, thậm chí là cây xanh trồng xung quanh trường nè, phòng học nè, đèn quạt, hoặc là những cái công trình ví dụ như là nơi rửa tay hoặc là nhà vệ sinh chẳng hạn, thì những cái công trình đó cũng thuộc về tài sản trường lớp. Vậy thì đối với các loại tài sản này thì các em có nghĩa vụ như thế nào? Tại sao cô lại đặt câu hỏi này? Bởi vì những loại tài sản này nó cũng thuộc về tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Vì vậy, chúng ta ngoài việc chúng ta quan sát các hình ảnh ở phía trên ra thì chúng ta sẽ liệt kê những cái tài sản tập thể, tài sản trường lớp xong thì các em sẽ trả lời cho cô thì đối với các loại tài sản này thì các em sẽ có nghĩa vụ gì. Ví dụ như bàn ghế thì chúng ta phải sử dụng như thế nào, bình hoa, khăn trải bàn, cây xanh, phòng học, đèn quạt thì phải sử dụng như thế nào cho hợp lý. Vậy đối với phần này thì các em sẽ chốt lại giùm cho cô cái nội dung của phần thứ tư, là nghĩa vụ của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Chúng ta ghi phần này vào trong tập nha các em. Không được lấn chiếm, phá hoại, sử dụng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng vào mục đích cá nhân. Phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, không tham ô, lãng phí khi được giao quản lý tài sản nhà nước. Vậy thì đối với bài này thì chúng ta có 4 cái nội dung. Chúng ta đã tìm hiểu xong. Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc bài thì cô có cái bài tập sau. Và mấy em nhìn vào phần bài tập này để mấy em phân biệt cho cô tài sản nào là tài sản nhà nước và công trình nào là công trình thuộc về lợi ích công cộng. Thứ nhất, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Thứ hai, sân bay, bến cảng, nhà ga, xe lửa, bến xe. Thứ ba, tài nguyên trong lòng đất. Thứ tư, trường học. Thứ năm, nhà văn hóa. Thứ sáu, rừng cây, đồi núi, sông hồ. Thứ bảy, vườn hoa. Thứ tám, công trình thủy điện. Thứ chín, công viên. Thứ mười, nguồn lợi dưới vùng biển, thềm lục địa. Vậy thì dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho cô biết đâu là tài sản nhà nước và đâu là lợi ích công cộng. Bài này chúng ta sẽ làm vào trong vở bài tập của mình. Qua phần khái niệm về tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ở phần nội dung bài học cô đã hướng dẫn thì đối với bài tập này chúng ta làm rất là dễ dàng các em. Vậy thì sau khi chúng ta đánh chéo vào trong cái bài tập của mình thì chúng ta sẽ xem lại cái kết quả chúng ta làm so với cái kết quả mà cô đưa ra thì chúng ta xem coi chúng ta đúng được bao nhiêu phần trăm. Vậy thì đối với phần 1, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thì nó thuộc về tài sản nhà nước. Số 3, tài nguyên trong lòng đất hay còn gọi là khoáng sản thì cũng thuộc tài sản nhà nước. Rừng cây, đồi núi, sông hồ, công trình thủy điện, nguồn lợi dưới vùng biển, thềm lục địa thì những cái phần này đều thuộc về tài sản nhà nước hết nha các em. Còn đối với công trình công cộng thì mấy em quan sát đáp án giùm cô, ví dụ như sân bay, bến cảng, nhà ga hoặc trường học, nhà văn hóa hay là công viên hay còn gọi là vườn hoa đó. Hoặc là những cái công trình công viên nhỏ khác ở huyện, ở các huyện hoặc là thị xã thì được gọi là công trình thuộc về lợi ích công cộng. Mấy em lưu ý giùm cho cô, vườn hoa, đây là vườn hoa được trồng ở các cái công viên nhỏ hoặc là những cái vườn hoa
được trồng ở những cái khu đô thị, thì chứ không phải là cái vườn hoa mà chúng ta trồng ở nhà chúng ta được xem là lợi ích công cộng nha các em. Lưu ý giùm cho cô chỗ đó. Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc bài thì cô có phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là các em học bài và ghi bài đầy đủ cho cô. Chúng ta thấy trong phần nội dung bài học thì chúng ta có 4 phần. Phần 1 nhỏ tài sản nhà nước, phần 2 là lợi ích công cộng, phần 3 là ý nghĩa hay còn gọi là tầm quan trọng của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thứ tư là nghĩa vụ của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Mấy em ghi đầy đủ vào bài học cho cô và mấy em lưu ý giùm cho cô một cái điều, đó là đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng thì là mình là một người công dân thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải không được lấn chiếm hay là sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích riêng, mục đích cá nhân, và không được sử dụng một cách lãng phí đối với các loại tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Phải sử dụng một cách tiết kiệm và không lãng phí. Mấy em lưu ý chỗ đó giùm cho cô. Và về nhà mấy em sẽ làm cho cô cái bài tập số 1 và bài tập số 2 trong sách giáo khoa vào vở bài tập. Các em học sinh sau khi chúng ta được cô giảng cái bài này xong thì các em nhớ là chúng ta phải làm bài tập 1 và bài tập 2 trong sách giáo khoa, bởi vì có thể là cô sẽ liên hệ với các em để nhờ các em chúng ta sẽ nộp bài qua Internet để cô có thể chấm và chúng ta lấy điểm vào cột kiểm tra của mình. Việc về nhà thứ hai chúng ta cần phải làm đó là sưu tầm ca dao, tục ngữ và những tấm gương dũng cảm đấu tranh bảo vệ tài sản nhà nước. Việc thứ ba nữa là chuẩn bị cho cô cái bài quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Ở bài này thì chúng ta nhớ là về nhà chúng ta đọc sách giáo khoa để tìm hiểu về khái niệm của hai quyền khiếu nại và quyền tố cáo. Sau đó chúng ta sẽ phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo. Chúng ta thử làm trước ở nhà và sau đó thì cô sẽ hướng dẫn cho các em bài này vào cái tuần kế tiếp. Lưu ý một lần nữa là các em làm bài tập 1 và 2 trong sách giáo khoa vào trong vở bài tập, bởi vì cô có thể là yêu cầu các em nộp bài bất cứ lúc nào thông qua online. Em lưu ý giùm cho cô. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi.